Bây giờ chúng ta sẽ trở lại phần 2 của The Witch House. Đã mất tiêu rồi. Ok. Lỗi mấy bạn tại cái tiếng trọt trọt trọt. Cái tiếng đó máy lạnh mình đang hư. Chảy nước hoài. Bây giờ 10:46 chơi game mà mới sướng. Nãy mình tới đâu ta? Có tủ cũ, không có gì ở trong kho hết. Vẫn khóa. Có gì đây? Con gấu. Chậu bông hồng. Ra được không? Không mở được. Nghe cái đồng hồ cái ghê quá. Chơi game ma mà đeo tai nghe vô là thấm. Đây đọc rồi. Ủa sao giờ nó kêu rồi? 12 giờ. Hết hồn. Tắt đèn phòng mới vui. Đi đâu nữa trời. Không biết làm gì luôn á. Oh. Thử con gấu rồi. Cắt tứ chi của con gấu bông. Đã cắt. Lấy được phần thân của con gấu bông. Torso là cái gì có máu luôn. Gấu bông mà có máu. Game này nó nhiều jump scare lắm. Mạng sẽ có vấn đề. Không phải ở đây. Bỏ gâu vô. Nghe tiếng mở khóa ở đâu đó. Trời. Trời ơi. Ôi lên trên TV. One sale. Đi chơi lại đã luôn. Ghê quá. Gấu chơi lầy. Xeo cái đi. Tắt đèn nó nội. Bọn gấu vô. Khúc này chạy. Chạy. Má chơi này. Ghê phải. Gì? Đó là tư chi của con gấu hồi nãy mình cắt. Vớt xuống sàn.
Lấy không? Đừng lấy. Xe chứ đi lấy. Lấy. Cửa đã mở. Nhìn vô cái lò sưởi không có gì ngoài sút là gì không biết. Có một tô súp. Tô, cái tô đó nhìn giống như cái đầu lâu. Uống không? Đéo. Đây có gì? Vải. Ghê à. Tới lại chỗ ban đầu rồi. Này, có một người đang tàng hình ở đây nói chuyện không? Tôi đang bận, rất bận. Lena Hen. Oh, thank you. Người ta cần cầm tay bạn. Đẩy tay bạn vô cái bàn cắt. A hand is his left. Đức tài. Nghe nói game này cái gì? Game này chết hơi bị nhiều. Bà nó trái cách tài mình. Biết, mình chỉ biết vài từ tiếng Anh thôi chứ đâu biết hết được. Làm gì trời, hôm nay uống này. Nếu à đúng rồi, đưa tứ chi của con gấu cho đẻ này. Ôi. Đạp dáng à. Nếu cảm ơn xong rồi cho chìa khóa một bạn. Thử xài chìa khóa rồi không có hộp, dắt xuống làm hết hồn. Vậy chìa khóa mở đâu ta? Chìa khóa vô đây được không? Hả? Put key in the soup. Bỏ chìa khóa vô cái tô soup. Bỏ put key thử này trước đi. Trời. Bỏ vô. Gì vậy? Chìa khóa biến màu đen trong tô soup. Nghe tiếng mở đâu đó. Gì vậy?
thấy gì trong này, nhìn không được nữa. Mẹ chó đẻ đâu rồi, đông cuốn sách luôn. Mở khóa rồi. Ê, ai vậy? Đi xe cái đi. Nhà anh có con mắt rất tệ, nó không thể đếm màu được. Ê, nó không thể coi cái đó màu đó là màu gì. Mở cửa không được. Điệt mẹ. Đứa cái đầu. Mày vô đây làm đéo gì. Vậy là mày không được lấy cái con bướm bướm đó. Lấy đứt đầu. Rồi, a mirror. Nó thấy ai luôn, trông con kiến. Resident bên đâu, Resident là những cái khu sống đó đó, bị đốt cháy, ai đó và vợ của người đó được tìm thấy chết trong một cái racket là đặc biệt. Cơ thể của họ được tìm thấy. Cơ thể họ tìm thấy có những vết đâm trên con người, trên cơ thể của họ, nên được nghi là đây là vụ giết người. Và ngôi nhà bị đốt. Con gái duy nhất của con gái duy nhất tên Ellen đã bị mất tích trong vụ hỏa hoạn. Cuốn sách có tựa đề một câu chuyện vui. Ngày xưa có một người đàn ông giàu đẩy xe đựng chứa đựng rất nhiều kho báu. Xe đó bị hư trong khu rừng, nhưng đến một lúc thì có thợ săn và con chó của người đó. Người đàn ông giàu xin người thợ săn canh chừng xe của ổng. Thằng người thợ săn đã đồng ý. Người đàn ông đó đi mua chiếc xe khác. Trong lúc người thợ săn đang vẫn hơi mệt quá. Trời tối đi, người săn sợ, lo lắng rằng người mẹ đang ở nhà một mình. Người đàn ông nhờ người đàn ông kêu con chó nhìn chiếc xe và về xem chăm lo cho người mẹ đó.
Rồi. Khi người đàn ông trở lại, người đàn ông thấy con chó đang cảm giác. Giờ ông ta thưởng cho nó. When the man return, the man là người đàn ông giàu. Má, cái video này nó lâu tại ngồi dịch. Người ông giàu đi quay về thấy con chó đang canh gác, nên ông đó đã cho con chó mò, cho con chó viên cái gì tiền á, nói chung tiền đi. Con chó đi về và đưa người thợ săn đồng tiền. Nhưng thợ săn đã nổi giận lên. Tao nói mày coi chiếc xe, nhưng mày đã làm gì? Mày đã cướp khỏi nó. Và người thợ săn đã giết con chó. Chạy đậu. Cười xem nổi mày. Cứ gì? Đọc. Chìa khóa không thể mở cửa, những cái cửa trong nhà phù thủy. Những gì đó phải được là được ví như cái như chìa khóa. Hình dạng của căn nhà được thay đổi dựa trên ma thuật của phù thủy. Nó đọc không thấy mất hết quá trời. Gì? Có người nào đó đang tàng hình đây. Liệt kê những cuốn sách không được rồi. Còn cái gì đó, còn gì đó để cột chúng lại. Có gì không? Đéo. Ôi trời. Máu. Tự nhiên đâu máu. Tới kinh. Ê, ê trời. Bể kiến nó quá hù ghê thiệt. Xe có đi. Đây có gì? Cửa khóa. Có chữ bơ tờ giấy nhỏ trên cửa. Cứu những con. Cứu bướm bướm. Đó, nãy tao cứu tao đứt đầu đó. Nói tờ giấy. Dây trong cái thùng. Con bướm bướm trong đó mà mở ra không được. Kệ bút như ngồi thiếu một cuốn sách. Làm gì vậy? Rồi nãy nó có cọng dây trong mấy cái thùng barrel này nè. Để tìm có nào. Nó quá trời luôn. Tìm đéo. Có cọng dây. Get some rope. Ê đừng cắn đầu tao nha. Chẩu. Làm đéo gì. Gió vàng nó chuyển động. Cho ngắm bên mình không dây. You give me this. Yes. Thank you. Take this. Book of Death. Vãi. Ôi.
Mày đi đâu vậy? Tưởng chơi chạy trốn lại thiệt mất tiêu luôn. Xeo cái đi. Book of Death. Hình như bỏ cuốn sách này vô đây. Book of Death, read. Vãi cả. Đọc tới chảy máu đầu luôn. Giật kích thiệt. Vậy bỏ cuốn sách vào đây hay hơn. Book of Death, no. Yes. Bỏ cuốn sách trong kệ sách. Có cái gì mở ra. Gì vậy? Ơ à, trời. Tự nhiên đâu có đầu dí mình. Bỏ cuốn sách vô. No. Yes. Chạy sao chạy. Má chạy chưa kịp nữa. Fuck. Dí tao hả con mập. Lấy được cái này chưa? Lấy được rồi. Lấy về phải. À, có một mẫu của con bướm bướm. Biết làm gì rồi. Nếu đi lấy trước xong rồi mới thay vô. Đó, để vô. Nhờ vậy ba con nhà nó không biết được. Trời ơi. À, mày cái gì cũng hù được. Con mưa bướm mất tích. Ba mất tiêu rồi. Nghe tiếng mở đâu đó. Ủa mèo đâu? Mẹ, gì cũng hù được. Sao nó trái đẻ trở lại. Cửa đã mở. Gì? Sao bịch quá trời. Vô. Có máu rồi gì? Ê trời. Thôi nghỉ. Chào mấy bạn nha. Để chờ đón phần 3.